Thì hôm nay lại có dịp trên tay cái iPhone 15 Pro Max của Thánh lên xuống đời nhá Cái bạn này này Trước là bạn ấy lấy cái iPhone 12 Pro Max Bạn ấy lên đời cái iPhone 15 Pro Max Sau đó bạn ấy lại lấy cái iPhone 15 Pro Max này Bạn ấy xuống đời cái iPhone 12 Pro Mà mỗi lần bạn ấy gửi về bạn ấy lên đời đấy Thì máy nó được trang bị đầy đủ hết tất cả mọi thứ Dán cường lực rồi dán PPF Rồi là bảo vệ camera Rồi là hộp Pudimay Seri máy đây nha 614 1045 nhá Đây Ngày sử dụng tháng 8 năm 2024 đây nhá Ngày sử dụng đầu tiên này Tháng 8 năm 2024 Mua vào ngày 12 tháng 8 năm 2024 mà Mà cái máy trước bạn ấy gửi về cho mình cũng thế Bọn mình bán nó là máy trần nhá Máy new nhưng nó là máy trần Nhưng khi bạn ấy gửi về cho mình ấy Thì nó có cả hộp Hộp thì nó được bắn sẵn số seri và sẵn số email của máy vào rồi Đây cây máy này cũng thế Bắn email bắn seri vào đây Đó Và khi gửi máy về cho bọn mình ấy Là gửi cả hộp Gửi cả phụ kiện kèm cả phụ kiện nhá cái máy này, này là gửi 7 cái ốp 7 cái ốp nhưng nhân viên nó liếm mất ba rồi còn có bốn cái thôi nhá mà ông này ông ấy lại chỉ dùng mỗi ốp hồng ấy. ốp hồng ốp màu mè ông không dùng ốp nam tính thế mới tài nhỉ đợt trước không thế ông gửi cũng thế tiền thì tôi đã thanh toán hết cho ông ấy rồi nhập lại bằng giá limit ở web nhá web đang bán là 24 mươi triệu sáu nhập lại 25 mươi triệu mốt nhá trừ 500 trăm nghìn phí lên đời đấy nhá máy ông ấy cực kỳ cẩn thận đến là ông dán ppf các bạn nhìn này dán không chừa một chỗ nào luôn nhá tăng giảm âm lượng khay sim rồi là lỗ loa lỗ mic nút nguồn đầy đủ hết không thiếu một chỗ nào không dán ppf cả có nghĩa là bảo vệ full con máy luôn nhá không thiếu một chỗ nào nhá cường lực dán của nào là dán cường lực xịn luôn nhá dán cường lực xịn nhá bảo vệ camera luôn này đấy không có một chỗ nào không dán nghĩa là full tanh luôn con máy full tanh luôn chỉ tiếc mỗi cái đấy là gửi về toán ốp cụ tè không có cái ốp nào mà tôi dùng được trong khi tôi cũng dùng 15 năm pro max mà không dùng được cái ốp nào cả nhân viên nó hít hết còn có bốn cái bốn cái này cũng hồng hồng nhòe hồng nhẹt không không xài được nhưng mà cực kỳ thích những khách kiểu như này những khách kiểu như này đấy gửi cái máy này về lên đời đấy cầm cái máy nắp vào cái ốp khác bán luôn chẳng cần phải lo nghĩ gì cả nói chung đấy nếu khách nào mà cũng như thế này đấy là em cực kỳ mừng em cực kỳ mừng và em cực kỳ biết ơn những khách kiểu như này nói thật cực kỳ biết ơn nhá tại vì sao tại vì những cái máy kiểu như này đấy cái tiền trang bị đập vào như này đấy nó phải tầm trăm rưỡi đôi trăm Thế nên là khi nắp cây máy này vào cái ốp và bán cho khách sau đấy Giá chỉ cần cộng thêm 500 nghìn Khách hốt ngay Thế nhá